Hi hey, xin chào các bạn nha Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa miền Tây lại là mình đây thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cắt táo cũng như là cái cách chọn táo ngon ha à, táo này là hay còn gọi là táo phan rang à, táo gió nè à, táo xanh Ninh Thuận nè vân vân à, bởi vì cái loại táo này thì nó được uh, trồng nhiều ở uh, tỉnh Ninh Thuận uh, của nước ta các bạn táo này thì mình mua uh, 25.000 một ký uh, á À, mình đã rửa sạch rồi nè à, mấy bạn thấy mình lựa những cái quả táo ngon không? <laughs> à, được chị chủ quán tốt bụng chỉ còn tặng cho mình một vài trái nữa. Thường thì à, các bạn sẽ à, ưu tiên táo ngoại hơn đúng không? Mà ít có bạn nào chọn cái à, quả táo của Việt Nam à, bởi vì nó có kích thước nhỏ à, nhưng mà nó à, tuy nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó chứa đựng cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao nha các bạn. À, nên là mình cũng à, hưởng ăn táo này lắm, à, nó nó cũng rẻ nữa. À, táo kia bốn năm chục ngàn một ký mà táo này à, nó có hai mươi lăm ngàn ký rồi các bạn. Táo này thì à, mình cũng có thể à, chế biến được nhiều món như là mứt táo nè, à, bánh táo, rượu táo vân à, vân. Nói là à, nổi tiếng ở Ninh Thuận vậy thôi. Chứ à, thật ra miền Tây của mình cũng có thể trồng táo này được nha các bạn. Ha à. Đây là những cái quả táo của mình chọn khi mua nè Còn mấy trái kia là chị chủ bán táo Chị tặng cho mình Và ở ngoài nó không có được đẹp á nên là chị tặng Rồi, để cắt cái quả táo này, mấy bạn đặt dao như thế này nè. Rồi, mấy bạn xoay tròn qua. Quanh quả táo nha. Đó, xoay một đường như vậy. Rồi, mình sẽ tách ra. Bởi vì bên trong nó có cái hạt các mấy bạn. Đó, tiếp theo thì mình sẽ gọt bỏ những cái phần mà không đẹp mắt hoặc là cái phần sau á, à, rồi mình à, sẽ chẻ thành những cái miếng vừa ăn như thế này, vậy là xong rồi đó các bạn, ha, à, à, mấy bạn thấy không? Mình nhớ trước đây á, mình à, có đọc một cái tờ báo nói về quả táo này nè, à, ở trong à, cái à, à, quả táo này nó có một cái hàm lượng vitamin C à, cao gấp mấy lần trong quả cam với quả quýt luôn á các bạn. Khi mà các bạn lỡ mua với số lượng nhiều á về nhà mình mà muốn bảo quản á thì các bạn có thể cho vào cái túi ni lông rồi khô nha các bạn, không có nước nha. Rồi sau đó các bạn bỏ vào trong cái ngăn mát của tủ lạnh thì mình có thể bảo quản được 2 đến 3 tuần Còn để ngoài nhiệt độ phòng á thì khoảng tầm tuần thôi tại vì cái cái này nó nó nhanh chín lắm các bạn để ở ngoài vài ngày là nó 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 nó, nó nhanh chín lắm ha ừ, còn cách tốt nhất là các bạn cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh ừ, mình ăn thử rất là ngọt nha các bạn táo này mình có thể chấm với lại muối tôm nè muối ớt nè vân vân ha tiếp theo thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chọn táo ngon ha các bạn À, thì à, mấy bạn thấy cái cái màu à, táo của mình nó có cái màu vàng phớt không? Nó không à, phải là màu xanh ha. Loại à, táo này nè, khi mà còn à, non á nó chưa có già dạ, thì nó sẽ có cái màu xanh đậm, rồi cái à, à, nó già dạ hơn xíu là nó chuyển sang màu xanh nhạt, rồi và nó chuyển qua cái màu vàng phớt á các bạn các bạn lựa cái trái táo mà nó chín quá thì ăn sẽ mất ngon ha nó không có giòn nữa nó mềm ăn nói chung là ăn không ngon bằng cái trái mà nó có cái màu như thế này được chưa? đầu tiên là về màu sắc ha, rồi thứ hai là các bạn nhìn vô cái cái cuốn nè mấy bạn thấy cái cuốn mà nó có nó rộng cái cuốn của mình nó rộng và nó sâu À, các bạn. À, đó thì à, nó mới là cái trái táo đã già và chín nha. Còn cái trái mà nó cái cuốn nó cạn á là và nhỏ lại thì à, các bạn đừng có nên chọn trái đó nó còn non. hay nó không có được à, giòn và ngọt ha các bạn. Đây, như những cái trái này, cái à, cuốn của nó mấy bạn thấy à, nó rất là cạn và nó nhỏ ha táo này á mấy bạn khi mà cho trẻ nhỏ ăn mấy bạn cẩn thận nha cái hộp của nó rất khá là cứng ha à, khi mà mấy trẻ nhỏ nó không biết nó nuốt vô thì rất là nguy hiểm ha các bạn nè các bạn thấy cái hộp của nó không trên là mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách chọn táo cũng như là cái cách cắt táo rồi ha à, các bạn có nghe câu chuyện kể về cái táo không <laughs> mình cũng có biết một câu chuyện kể về cây táo à, để mình kể các bạn nghe ha thì à, ngày, xử, ngày xưa ngày xưa có một cây táo rất là to à, và trong làng đó thì có một cậu bé rất là thích đến chơi với cây táo mỗi ngày luôn à, cậu leo lên cây rồi hé tái à, ăn rồi ngủ trưa lại ở đó luôn cậu rất là yêu cây táo và cây táo cũng rất yêu cậu này à, thời gian trôi qua thì à, cậu đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa có một ngày nọ thì à, À, cậu bé trở lại với cây táo với vẻ mặt rất là buồn à, cây táo reo hò lên là hãy đến chơi với ta à, cậu bé trả lời là cháu không còn là trẻ con nữa à, cháu không thích chơi với cây táo nữa đâu à, cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng thì à, cây táo mới bé đáp là à, ta rất là tiếc ta không có tiền nhưng cậu có thể à, lấy những cái quả táo này à, và đem đi à, bán ha cậu rất là vui mừng và leo lên hái tất cả những quả táo và ra đi à, để bán lấy tiền mua đồ chơi. Một hôm thì cậu bé quay trở lại và giờ đã trở thành một chàng trai. Cây táo cũng rất là sung sướng và reo lên hãy đến chơi với ta. À, cháu không có thời gian để chơi, cháu còn phải làm việc để nuôi sống gia đình. Gia đình cháu cần một ngôi nhà để ngủ mà bác có giúp gì được không? À, cây táo mới đáp đó là ta xin lỗi ta không có nhà Nhưng cậu có thể chặt cành của ta đem về làm nhà Và chàng trai đã à, chặt những cây cành táo Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé cũng không quay trở lại Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã Thì à, có một ngày hè nóng nực Chàng trai giờ đã là người có tuổi và quay trở lại Cây táo vui sướng hãy đến chơi với ta Cậu này mới trả lời đó là À, cháu đang cảm thấy rất là buồn và cần một chiếc thuyền để ra ngoài khơi thư giãn, à, bác có thể giúp cháu được không? Đó. thì à, cây táo mới trả lời đó là cháu hãy dùng thân cây của ta đóng thuyền và cậu này mới à, cưa cái thân cây táo để à, đóng chiếc thuyền ra ngoài khơi để mà à, xả chết. vài năm sau thì chàng trai mới quay trở lại, cây táo lúc này chỉ còn bộ rễ thôi. Cây táo buồn bã nói với cậu là à, Xin lỗi con trai, nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa Không còn trái táo nữa đâu mà ăn à, Ta cũng chẳng còn cành đâu cho cậu leo trèo à, Ta cũng chẳng còn gì để giúp cậu được nữa à, Cái ta còn duy nhất chỉ là cây bộ rễ đang chích dần chích mòn thôi à, Cây táo nói trong nước mắt như vậy Thì à, cậu này mới trả lời là Cháu chẳng cần gì nhiều đâu à, Chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi À, cháu đã quá mệt mỏi sau những năm qua cây táo mới đáp là ôi thế thì à, cái gốc cây này là nơi tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ rồi à, hãy đến với ta à, cậu bé ngồi xuống cây táo mừng đến uh, rơi nước mắt đây là cái câu chuyện cây táo trong phật giáo mà mình biết được mình muốn chia sẻ đến các bạn ha à, và ý nghĩa của câu chuyện này là cây táo ví như cha mẹ của chúng ta vậy khi còn trẻ thì ta rất là thích chơi đùa bên cha mẹ nhưng khi lớn lên thì ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về mỗi khi cần họ giúp đỡ thôi cho dù chúng ta có vô lý ta bất công với cha mẹ thì bất kể là khi nào người vẫn luôn ở đó và sẵn sàng cho đón chúng ta để giúp đỡ chúng ta để chúng ta được hạnh phúc xin chào các bạn nha hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha chúc các bạn luôn được bình an và có những giờ giải trí với uh, youtube thật là vui và thú vị nha